Thưa bà con nông dân thành phố Đà Lạt hiện là địa phương có nhiều sản phẩm được công nhận OCOP nhất tỉnh Lâm Đồng với gần 60 sản phẩm. Trong năm 2023, bên cạnh phát triển thêm một số sản phẩm mới, thành phố Đà Lạt còn ưu tiên triển khai các giải pháp để nâng cấp những sản phẩm OCOP hiện có. Theo đó, những nhóm sản phẩm được ưu tiên phát triển gồm nhóm thực phẩm, nhóm đồ uống, nhóm dược liệu và sản phẩm từ dược liệu, nhóm hàng thủ công mỹ nghệ và nhóm sinh vật cảnh. Nhận thấy thành phố Đà Lạt có khí hậu mát mẻ quanh năm, độ ẩm thích hợp là môi trường thuận lợi để nuôi cấy đông trùng hạ thảo. Nên từ năm 2016, ông Đặng Hồng Khoa, công ty trách nhiệm hữu hạn rau hoa sông biêu Đà Lạt đã quyết định đầu tư nuôi cấy loại dược liệu quý này. Thời gian đầu do chưa có nhiều kinh nghiệm nên phải mất khoảng một năm vừa làm vừa đổi mới quy trình sản xuất cho phù hợp với điều kiện thực tế. Sản phẩm đông trùng hạ thảo mang thương hiệu Dala New Farm đầu tiên mới có mặt trên thị trường. Quy mô nhà xưởng cũng tăng dần từ vài chục mét vuông ban đầu lên hàng trăm mét vuông, với tổng mức đầu tư cơ sở hạ tầng hiện nay lên đến hàng tỷ đồng. Hiện sản phẩm này đã được công nhận ô cốp 4 sao và đang tiếp tục được nâng cấp để nâng sao trong thời gian tới. Ô cốp nó đã mang một cái thương hiệu mà tầm quốc gia rồi. Thành ra khi các sản phẩm của Đà Lạt như Farm ra thị trường mang cái thương cái, cái cái, tầm 3 4 sao nó sẽ tạo ra cái uy tín nâng cao cái chất lượng uy tín cho sản phẩm và mong muốn là cái sản phẩm nó sẽ lên được năm sao để nâng cái tầm uy tín của sản phẩm với tới người tiêu dùng trong cả nước. Chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp hướng tới mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, phát huy sáng tạo và sức mạnh cộng đồng trong sản xuất, hình thành các sản phẩm gắn với giá trị cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Năm 2023, thành phố Đà Lạt phấn đấu có ít nhất là 15 sản phẩm ô cốp mới, bao gồm 5 sản phẩm ô cốp cấp thành phố, 8 sản phẩm cấp tỉnh, 2 sản phẩm cấp quốc gia. Song song đó củng cố và nâng cấp các sản phẩm ô cốp đã được đánh giá và phân hạng. Đồng thời hỗ trợ 100% sản phẩm ô cốp đạt hạng 3 sao trở lên được đưa lên sàn thương mại điện tử bosmart.vn, sò vn và trang thương mại điện tử nông sản tỉnh Lâm Đồng, xây dựng điểm giới thiệu, trưng bày và bán sản phẩm ô cốp được chứng nhận sản phẩm ô cốp thì mang lại những cái hiệu ích hiệu quả cũng như là những cái lợi ích rất là thiết thực đối với bà con nông dân và bà con nông dân thì yên tâm sản xuất và cung cấp cho doanh nghiệp những cái nguyên liệu tốt nhất để làm sao cho sản phẩm ô cốp nó đạt mục tiêu cuối cùng là chúng tôi đặt đặt ra là gì làm sao để cho cái việc sản xuất của các cái doanh nghiệp người dân và các cái sản xuất hợp tác xã À, khi sản, sản 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 xuất ra thì có đầu ra tiêu thụ sản phẩm bằng cách là à, mục tiêu của sản mẫu cướp là mục tiêu cuối cùng là, là chiếm sâu chiếm sâu nó đảm đảm bảo được cái chất lượng cái hiệu quả à, cũng như là à, cái giá trị của, của sản phẩm không chỉ đơn thuần là phát triển sản xuất chương trình mỗi sản một sản phẩm ô cốp trên địa bàn thành phố đà lạt nói riêng và lâm đồng nói chung còn có ý nghĩa lớn trong chiến lược thực hiện mục tiêu giảm nghèo giải quyết việc làm an sinh xã hội bảo vệ môi trường hình thành các tổ chức liên kết kinh tế góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống của các địa phương tạo sức bật cho kinh tế nông thôn gắn phát triển nông thôn và đô thị văn minh